Thưa anh chị em, có nhiều người hỏi cha là sao cha ở ngoài ruộng không, không vô nhà. Thì cũng đúng thôi. Tại vì nếu cha ở vô trong nhà thì sẽ không có thuốc trị bệnh. Do vậy mà cha phải ở ngoài ruộng cho trồng thuốc suốt. Cha xem cái vườn thuốc này giống như là một cái nhà máy sản xuất thuốc trị các loại nan y. Bởi vì cha thấy cái phác đồ mà Chúa đã ban nó quá hiệu lực cho con người ngày hôm nay về các bệnh nan y. Do vậy mà cha mỗi ngày cha mỗi ở ngoài ruộng cha cuốc đất cha trồng thuốc, vì cái thuốc này nó giá trị hơn thuốc tây, nó giá trị cho cái người nan y hơn là thuốc tây. Cái giá trị thứ nhất là nó tiệt căn, cái giá trị thứ hai là cái cây thuốc này trồng được không phải tốn tiền nọ, vì thế mà nó giá trị dữ lắm. Và hiện bây giờ thì ở dưới cha đang trị bệnh các loại nan y, thì cái các loại ung thư nó về ung, cụ thể là cha đang nhân giống cái cây bạch hoa xà này ra. Vì cái cây bạch hoa xà này á, là sau khi cha điều trị khoảng chừng 10 ca na ung thư vú, là gọi là các loại khối u, thì cha thấy cái tháng đầu tiên cái cây bạch hoa xà này cha đưa nó vào khối u là nó là một cái loại là xạ trị, nó tương đương như một cái loại thuốc xạ trị. Thứ nhất là mình uống vào nó nóng, mà khi nó nóng như vậy là nó khống chế cái con vi trùng của khối u, hay gọi theo khoa học là cái tế bào ung thư, nó bị khống chế lại, nó không có lây lan. Vì thế cái tháng đầu tiên là cái bạch hoa xà này nó cực kỳ hay. Nhưng mà anh chị em nhìn xuống cái đám bạch hoa xà này nè, tuy rằng cái lá nó như vậy nè, mà nếu như mình uống nhiều là nó nóng dữ lắm đó. Cho nên những bệnh nhân là uống phải có liều lượng, một ngày uống mấy lá tùy theo cái cơ địa mỗi sáng mà bệnh nhân được thầy diễn chẩn, chứ không phải là ngày khía hai lá muốn nắm được không được, tùy theo cái cơ thể của người bị khối u mỗi sáng nó phản ứng như thế nào mà ta cho nó uống hợp với cái cơ thể đó. Do vậy mà những cái phác đồ bị ung thư cha chúng ta nói rõ trong cái clip mới sáng hôm nay, là đây là cái phác đồ mà Chúa ban tặng còn sót lại trên trần gian này, đó là phác đồ trị các loại ung thư. Mà để trị các loại ung thư thì tất cả các chất mà để trị ung thư là phải nano hóa hết, thì như thế thì cái ung thư đó nó mới giá trị. Thì cha cũng chỉ nói sơ sơ vậy cho anh chị em, trả lời cho anh chị em biết là tại sao cha ở ngoài ruộng, là bởi vì cha coi trời với đất là cái nhà máy sản xuất thuốc để trị ung thư, chứ không có cái nhà máy nào mà sản xuất thuốc trị ung thư được hết. Trên cõi đời này, trên vũ trụ này, không có cái nhà máy nào mà sản xuất ra thuốc trị ung thư. Chỉ có sản xuất ra thuốc khống chế bệnh ung thư, các loại bệnh nan y thì có, nhưng mà khống chế chứ không phải là làm cho người ta hết bệnh ung thư hay là hết bệnh nan y. Còn cái nhà máy sản xuất thuốc trị ung thư là đất và trời, không khí, gió, nước, lửa. Đây là một cái nhà máy tuyệt vời mà Thượng Đế, mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Vì thế cha ở ngoài trời này, cha ở ngoài nắng này, là nhằm mục đích là cha đang kết hợp với cái nhà máy để mà trồng lên cây thuốc để trị các bệnh nan y cho con người. Đó, vì thế mà cha đang ở ngoài này. Để nói sơ sơ cho anh chị em nghe chơi, để anh chị em thấy cha làm việc. Thank you.
tạo vật, Chúa thực Ya sáng giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cung mòn hiền, dòng sông cả mấy sâu còn là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng ngài. Con xin dâng lên lễ vốn, xin dâng lên con người nhỏ bé. Con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, hàng năm máu ngài đã đâu làm lễ hy sinh. Những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trọn đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến ngài. Con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé. Con có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm mong ngài đã đâu làm lễ hy sinh. Dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, tình Chúa người sáng vi như cung trời đây. Lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến ngài. Con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé. Con có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm mong ngài đã đâu làm lễ hy sinh. Con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé. Có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ.
xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, gánh hoàn tháng năm mong.